thêm một ta trên đường từ tiền hóa trên đường quý sư cô cũng chưa bị chuyện chỉ trích môn phật. Đây là ngày đầu tiên của ba ngày mình luyện quá cái một đại. Ngày đầu mình đã có những cái lượng tuần là ta xin lỗi quý vị, mong quý vị tha thứ cho. Đã nghĩ ra là ngày đến hay là không có những kinh gì hết, đều chỉ nói nó pháp thôi. Thì khi có người học trò cũng nói là thầy hãy giảng cái kinh Địa Tạng chậm quá đi, thành ra nếu mà được có cơ hội thì cứ giảng kinh Địa Tạng đi, để mình hy vọng mình giảng xong cái kinh đó, tại vì giảng gần cả năm rồi mình mới giảng được có cái chương thứ năm. Thành ra tương lai mình sẵn đêm để đây. Nếu như mà một nhiều ngày pháp của Quan Âm đều khi bị con mình có thể nói gì mình có chuyện gì nói cũng có thể nói, còn nếu không có chuyện gì nói thì mình có thể giảng cái kinh Địa Tạng. Thứ nhất là khi bị có ý kiến gì về cái ngày hôm nay không? Ngày nay hai vị khi bị đi shopping thì có một nhóm người tới đây để mà niệm ngày Quan Âm, nó cái rất quý hóa. Rất hay, rất giỏi. Ai thắc mắc gì không? Có ý kiến gì không? Ngày hôm nay ai có ý kiến gì không? Đừng mắc cỡ. Dạ, thưa cô, thưa tự nhiên. Quý sư cô nghĩ sao?
là sang thầy giảng viên là mình hỏi đi câu sau kia thì có. Nói luôn cái tớ trong nói là trong sau khi cô đến hồi rồi cô đi cũng đến hồi nhưng không phải cái lúc mà cái chùa cô chưa hiểu à sơ sơ cô nghĩ 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 tại sao này? Cái này phải mấy sư cô là phải biết của đề phải đọc cầu trời thì còn cái đó họ nghe nhạc với người trẻ 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 cô trẻ sơ 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 lu su su người ta thấy nhạc rồi là như sợ con nghĩ rằng cái án đó nó suy nghĩ thôi chứ con nghĩ là đại chúng ở trong đại chúng cư sĩ ở trong trong đạo tràng á con thấy rất là nhiệt tình và rất thân thiện đấy thì cố thôi chứ còn thì bên 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 là còn một nhẹ nhàng vậy cố thì cố còn nhiều cố lù đã nhiều như là người ta vẫn cứ để cái cố tại cố để người hái thì người ta tự kế cố ha mình sửa soạn cái cầu nghe đi cái cầu cầu nhảy lắm nó có công phu thằng nó nhảy nó nhít cô nói là cái cầu này cầu họ biết cầu mà à, là sao mình có gì lạ là thường tới chùa rồi thì tôi nói là tại bây giờ nhìn công phu cầu khác thằng cô nhảy hơn lúc trước thằng cô biết được thì phải biết được người ta cẩn thận cái gì nhìn cái cầu là xong rồi cô nhảy được nó có công phu mà chưa là yếu ok là sao nhỉ? Cái gì nghĩ sao cái gì bên bên phụ nữ nghĩ sao à, thường ngày họ tới như vậy họ biết là thường người thấy là làm người thu nhận ra cầu mấy người thu nhận ra được cầu thì cái gì thì thành người ta có sự soi mói để bây giờ cầu có công phu có sức là thành cầu thu nhận được cầu hiểu và thấy cái thằng phải cần nghe nhạc soi mọi quay của nó làm gì còn đến
vô thành lý không? Đó là tới đi đi vô vô kẹt ở đây ở ăn thì ăn ngồi thì ngồi làm gì mà mà là cứ vui rồi không so nói làm cái gì bởi cái thái độ mình tu á cái chùa mình thoải mái ai tới mà ai muốn làm thì làm mình nếu mà làm rạch thì mình nói nhẹ nhàng mình sửa thì nó nghe lời nghe thôi thì mình chỉ mình ép ai làm gì nữa cũng cần phải cũng cần về nhà anh có gì không nha có gì không sợ gây chuyện hả thì người ta làm gì làm kệ cái đó họ lấy cái kia làm sát sợ gì để cái sát cái mình không sợ cái mình sợ gì à muốn cân sợ cái gì đâu sợ không làm gì phật tử tới người ta làm việc cơ cũng nhọc cả tuần xong cuối tuần tới cái chùa đó mình tới chùa mình thấy không biết muốn thoải mái đâu cả có gì không nhưng nếu tôi nói sư biết tại sư nói như tại những người mấy người là người xuất gia cũng giảng hiểu cái pháp rõ ràng đó cái người xuất gia thứ nhất á mình không cần về tại sao thứ nhất là mình không sợ có gì mình sợ không quan trọng nhất mình thứ nhất đầu tiên á mình muốn người ta tới ta thoải mái cái chùa mình mặc dù không có gì nó nhỏ như vậy cứ vào đi vô ra mình thật thoải mái an nhiên bình đẳng không bị áp bức gì hết không tới phải sợ sẽ gặp thầy phải sợ thầy còn để rồi đứng rồi này là không có gì đâu gặp thầy nữa ấy tránh ra để tránh người tôi đi tôi muốn sao đấy nhầm nhé ok không có gì mà phải nói mà phải sợ sệt đó là cái đền chùa bọn mày giữ rồi mày là nó không muốn làm gì đâu thì mình rất sợ mà ok cái đó khác đấy này khác cái chỗ lấy chùa khác nó vào lấy gặp họ tượng nó cũng khác đấy nào đó cái chuyện mình nó nhiều phải khác đấy nó nhiều phải kinh đấy muốn kinh được kinh muốn kinh được sao ok không gì đó là cái phần thứ nhất là mình thoải mái mình cũng có theo mình thấy đi chùa mà gặp người đệ tử mấy người phật tử mà tốt này thấy cũng vui như có cảm á cũng vui cũng thấy cũng giống cái chùa như mấy cái chùa khác lại thấy không có tình cảm thấy cũng không có cái chùa cái vấn đề tôi nhìn nói là phần này quan trọng đây phần đầu tiên sư cô nói nhé có người nói chưa rồi đó có người ta nói là từ xa tới mà vào cái chùa cũng cảm có cảm tưởng về cái tổ ấm vậy đó là cái cách là cái quan điểm tu hành của mình là mình cái phần tôi nói là mình không sợ ai đó có người ta muốn phá thì cũng không sợ cũng chấp nhận cho phá tới phá cho tới phá mình không sợ gì hết thành ra mình tu luyện như vậy mình không có gì mà sợ hết không có gì phải sợ hết ok hoàn toàn không sợ ai hết không có sợ cái gì hết chứ mày hiểu rồi có gì phải sợ tu như thầy nói như vậy là tôi cũng nhận như là từ tu mà tính rất tu thì mới sợ ai chứ không có gì đâu mình chỉ tu không có gì đâu mà sợ đời mình tu mà cái chỗ mình tu thôi chứ gì đâu mà sợ cả ta làm như vậy ta mình đâu có tiền làm chính trị đâu chính trị đâu có lợi gì đâu là phải gì mình có tiền giờ làm rồi đó làm gì cũng có tiền giờ đó tu hết tiền giờ rồi ngay những người tới đây mà mấy thầy mấy cô tới mà sức mình họ mình cũng sợ đó họ cũng mua hơn người thì họ thấy họ mình một lần đó bỏ đi có sức ra để mà họ ở lại đó không có gì đâu mà sợ không cái thái là gì mà không có gì mà sợ hết
Như vậy mình mới tới được cái quan trọng của thiền tu hành là sao? Cái đại thừa, công phu trí huệ đại thừa là cái gì mình cũng dung nạp, mình tự bỏ. Có sức mình thể dung nạp được thế nào? Bất cứ người ta muốn làm gì mình sẵn sàng. Còn nhiều mình chưa đủ sức dung nạp hết tất cả mọi người để có đường hướng đi như vậy. Đừng yêu lầm tôi nói nha, tôi không đủ sức nhưng nào hết cả mọi người chứ. Khi đều trong tương lai nếu mình chỉ nào có sức cái gì mình cũng nhưng nào thế. Đó là cái tinh thần đại thừa đó chứ không. Bất cứ cái gì mình nhưng nào thế, mình không từ bỏ ai. Mình còn nhiều tiền hảo, mình còn không cái còn tiền hảo, mình chưa đủ sức, nhưng đều mình biết là nhận ra mình đang còn yếu thì không, mình tập để trong tương lai mình không bị trở ngại. Cái lý do mà sư cô thấy người ta tốt hoặc người ta nói là về của ông này thì là sao? Tại cái thái độ nguyên nguyện và tự rất hay. Okay. Có gì họ làm sao? Thế có nghĩa là cái gì của chùa này họ làm gì giúp đó, cái phần của chùa là cái phần của họ. Tại cái chùa này thái độ của tôi mà với cái của tôi mà. Cái chùa này gì của tôi hết á, chuyện tôi làm chuyện tôi làm, còn chuyện họ tới đây á, họ làm á, là cái gì họ làm của chùa này, cái phần đó là của chùa là của họ. Nói có đi không? Có đi hả? Vì thay vì mình thì có mình nghĩ đến các vị đó,
thì không có người không thì ông không là không có người Việt dạ không rất là nhiều thầy người Bình á thì có người nghĩ để những hoặc là những người cư sĩ người Bình thì có cũng nhận gửi cái năng lượng rõ đến cho cả vị vị Bình chúng sẽ vị Bình nữa thầy à. Nhưng mà có lúc thì con thể như buổi chiều hôm nay con thể sứ đánh trống buổi trưa không có nghe thầy nói đánh trống á thầy vừa khi vừa tự nhiên sứ đánh trống to ở đó con thấy thì khi nào là con thể con cũng ban loàn tống luôn thấy cái trống bung không buồn là ai cũng lo cái con đặt lên to đó bung con loàn như tống con con thấy có sai cái chỗ cái trọng của đạn kia nhưng mình bị đồng tâm thì con cũng chia sẻ và chúng nó chưa nó không có đồng tâm đâu à, sư cô là cắt sức của cô để đủ muốn là từ miền Nam không à, cái đó lỗi vậy đó nha không được người ta tới người ta hưởng được gửi đi cũng được gửi đi như vậy là đúng thầy cái là bài của sư cô tu cẩn thận cái tệ gì này đó không phải của mình của người này đừng nghĩ nếu mà mình nên việc của đại chúng đó là mời xin phép đại chúng chính này nghe từ đại chúng còn có tôi xin yêu cầu thành yêu cầu là có những thầy người họ Việt Nam mình dùng sức những cái công đức này giúp mấy họ được ở Việt Nam thì làm như vậy nên sư cô làm như vậy, tôi nghĩ chắc mấy sư cô thì sẽ cho phép đấy. Thế còn tôi luôn, tôi chỉ còn mấy được nha. Sư cô, đó là sư thầy con, con không chịu sư cô. Anh gia đợi xa đây nhiều người bệnh lắm, đợi thì làm cái gì? Cũng là lo người gần nhất đó, thì xa quá. Chuyện thứ nhì nữa, ok. Thì nhìn thấy sư cô, sư cô hiểu, sư cô làm như vậy, chưa chắc sư cô đủ sức mà gửi về Việt Nam. Sai. Xin tất cả chúng ta chúng đem sự tự nhiên. Mình ở, chẳng như cái chi niệm á, chi sư cô mình dùng truyền cái điện xa quá thì nó bị mất, tổn mất. Tùy cái sức mình yếu thì nếu mình gửi xa như vậy nó mất đấy. Còn nếu mình cái đại chúng giúp mình cái sức đại chúng mạnh như vậy nó sẽ gửi được nhiều hơn. Cái hiểu anh có cái lời này. Ngày nay nói chuyện gì hết. Chúng Phật thầy con hiểu tại vì cái hội chúng là mọi người dùng cái lực đấy. Con thấy thầy cũng dùng cái lực mà cao hơn con cũng ngát. Khi mà lực người ta mạnh như vậy mình vừa theo mình tự theo mình vừa theo mình hưởng được mình được chữa bệnh mình được mình vào những định gì đấy còn mình đi ngược lại là thì mình cứ khổ lắm. Chú tâm đấy các bạn thầy 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 bà lực bà đi ngược lại thầy bà hoàn thành hoặc là gì đó làm gì đó khi mà người ta mạnh như mình ta nương theo ta thì mình sẽ cứ dụ được sức trong hoàn cảnh người ta mạnh của mình đi ngược lại những đi ngược đi ngược lại những ngược nó mệt thế sợ nó gì đó đó là cái biết ngược này thầy cô sao à, trước hết là xin cảm ơn sư nghĩ nhầm cô đợi cho nhưng
sự thật là vậy. Cái người khi cái người mà có bệnh thì họ biết cái bệnh của họ thế nào. Mình là bác sĩ, mình nhìn vô mình đoán thôi, mình biết cái bệnh của mình thì mình chữa họ. Cái cổng này á là cái cổng lớn mà mình đặt cho họ cần, cho nên cái kiểu nó lớn để mà đánh nằm một chút là nó lớn lên. Cho nên đã 8 năm, 9 năm nên muốn đặt sửa cái cổng ở bên chỗ này lo mà vẫn chưa được. Cổng này không phải là cái cổng của cái chánh điện này. Cái chánh điện nhỏ, cái cổng này cũng phải cái cổng của chánh điện. Nó bự lắm. Chỉ mà lớn như cái gì vậy đó thôi. Chứ không có phải là mình đánh nó lớn. Bởi cái người không có hiểu thì nói là đánh cái cổng lớn. Mà cô Liên cô hiểu dùng là khi mình đánh, khi mình nghe như vậy thì mình đặt tấm chỉ của mình vô chỗ cái đánh cổng của mình. Nhưng mà vô phước là mình gặp cái trống lớn, cái trống ôn lắm. Cho nên thầy thấy là 8 năm, 9 năm rồi đặt không xong cái trống. Cứ đến bây giờ gửi cho nó không chứ thấy cả trống. Trống này là trống lớn, thầy lên trên chỗ kim luôn, thầy thấy cái trống nhỏ. Nó có lớn thế này, mình đặt cái trống nhỏ. Mà nó gửi về cho mình nhầm cái lớn. Thành trống này là đánh rất ôn, đánh để mình cho kia bằng mấy người một vua lân á. Chẳng phải là đánh cái chánh điện này. Mà cái chánh điện nó là nhỏ nữa, mà cái trống nó lớn. Mà viết ra đấy có lân để cho mình múa. Thăm mình múa hai cái cây thôi. Hợp thay thì nói dùng là cái cơ bệnh là để mình lên đây ngoài nhìn vô đó cũng biết mình là có bệnh. Cái cổng nữa là mình bình cái cổng tạo chứ đâu có phải cho mình nó ôm cái cổng đó. Thì cô dùng nhập cơ phu cho cô đến nhà để lắm chắc. Thì cô chỉ đi đến đâu. Những cái góc của nó để cho nó nhỏ có cái này. Mà vẫn cũng như cơ như này. Thank you.
đánh nghe nó nhiều. 16 năm. Cái tù là dài có dài cao tù bên bỏ tầm gì cả vì cái hình lực là bao nhiêu, cái gọi bao nhiêu tổ sư bên Nhật là người ta cả cái tù tổ sư về về Jiu Jitsu tù ninja chỉ núi thì là bỏ đi Jiu Jitsu đó ông tài tổ sư ông truyền ông muốn luyện cái đời sau của cái tù là Jiu Jitsu bên Nhật đó đi chơi đồ là gì chơi được bao nhiêu là gì dị thì mình nói chuyện cũng lát đeo tôi quả thấp tổ sư người tổ chức là 80 tuổi còn cuối cùng còn lại nó trong cái tuổi người bỏ nhận đó dị thì tuổi nó thấp như vậy thấp như vậy nó thua theo cái cảnh đi tu chứ sao nó cảnh đi bỏ nó là bằng cái lực bỏ và ông nói là người ta gì người ta làm cuộc đời người ta làm mọi gì giờ bỏ hết mọi tâm huyết họ làm cái chuyện đó làm việc bỏ này họ tại họ khó mà xả cái chuyện này tôi hỏi được rồi tôi hỏi ông bên sẽ có nói là đừng đã đụng và đừng chạm bà thì bà không có lời vậy. Ông nói là ngược lại cái tu hành là ngược với cái là mình chấp vào cái gì mà làm nghe tôi nhắc ông mà không phải là mình chỉ trích điều xấu người ta, ok? Họ tập quyền nên làm gì nhỉ? Là cái mặc dù ai cũng có cái khuynh hướng tất cả mình làm nhiều quá mình dạ như mình dạ theo đam mê cái gì nhiều quá theo đuổi cái đam mê thì khó xả. Ai cũng vậy, không ai phải đi như sư cô mà ông cũng vậy, bất cứ người nào cũng vậy, tôi đồng ý. Rất được, tôi nói tại ông nói con lại cái đó không phải tôi, cái đó là đam mê, phải là tôi, phải là chất trước. Thì cái tôi hỏi rõ này, tôi hỏi lại là thì như vậy, thì tại sao mình nêu ra nói là mình cũng đi là để có số ra để chứng minh đúng này. Người ta sai rồi. Nên là gì vậy? Cái đó là mình nói để mình tìm lộ. Cũng như là mình sửa chữa là một bộ trong những đạo mình cứ không phải là bắt lỗi với mình. Mình phải chỉ chứ tất cả là có những cái có mấy tuần trước cho cô có thể cho cô có thể có tôi ngồi cho nghe một chuyện cái bê hồ xấu cái thứ học trò tôi làm tôi nói là nó cứ làm con nó hành hạ con, nó nghĩ nó dạy con nhưng nó không dạy được. Mà người biết như vậy, đó. Mình đi làm mình nói như vậy, người đó mình xách đầu ra mình nói, okay. Nó thở rồi, nó giống như nó muốn đổ thổ cũng được, một cách nhẹ nhàng như vậy. Sẽ có những cái mất mặt đó nó làm cơ ngày này, rồi xong là khó nghe quá. Nó nói chồng nó xấu chồng con chị đi học ngồi tôi cố ý tôi thích làm cái chuyện này nó thích thì rất thích rồi được cái gì quá. Nó hiểu được, nó học được. Tôi nói là ông
từ quyết định không quay đến con nữa, hẹn người nó thẳng, từ quyết định không quay đến con nữa. Xui nhiều, không vui ra nhiều thì có vấn đề đó, ai cũng biết hết, mình sửa thì mất à, anh mình có nhu cầu phải sửa. Thì tôi nói cái đó, để trong tôi nói là nói tổng bào của chị là thế này là cái pháp đại thừa thế này. Pháp đại thừa tu hành đó, là phải cần cái người thiện trí thức như vậy. Mình thấy vấn đề mình sửa nữa. Cái người thiện trí thức đó, ăn không vấn đề này, mặc vấn đề này, nghe vấn đề là em phải lo sửa. Mình tưởng mình giỏi, cái lộ ra, cái nhốt chứ. Chỉ coi đầu hết, không có muốn đổ lộ ra đi mất vui. Tưởng hay, mà lộ ra nhau. Tưởng mà nhớ cũng lộ ra được, hiểu không? Thank you.
Vì vậy là gì đó. Thầy cũng biết con đi ngoài thầy khác nhiều. Họ là từ cái cảnh đâu mà nổi tiếng. Tôi không ngại làm gì đó nha. Tôi hỏi tôi không biết nó tới họ từ kia này. Rồi thì có nhiều người nữa. Ok, mình tới giảng kinh đi. Mình kinh đi ha, được không? Mình bắt đầu giảng kinh đi. Cái gì không thí bây giờ tới đây mà không học hỏi gì này. Slide 600. Em nói về cái nói kinh Địa Tạng, nói về cái địa ngục, cái địa ngục bò sắt. Cái trong cái địa ngục này là có mấy cái bò sắt, có cái sừng sắt, nó dùng cái sừng sắt đó nó đâm mấy cái tội nhân, hành hạ tội nhân. Next 601, cái có cái loại địa ngục ở dưới đó, là áo sắt. Cái địa ngục này những cái người Phật tử mà thọ giới mà không giữ giới là trồng cái nhân để mà đọa cái gì đó. Có nghĩa là tôi có những nhiều cái nhân xuống thì mình dễ sợ. Thì trước hết á có mấy cái sắt, mấy cái móc, và nó mình xuống một cái là mấy sắt móc nó cắt áo quần mình, tả tơi đấy, thành mình không còn áo quần nữa. Rồi sau đó mình thấy tự nhiên thấy có một cái áo rung, nó không rung. Thế thì mình mất cỡ một cái niềm khuyên mặt, nhưng không có áo rung, thì mình không có áo rung, mình khó chịu, thì mình chụp cái áo nó trong không rung đó, cái áo rung nó thành nóng và nó đốt một cái chết luôn. Khi mình chết thì có cái là gió ở dưới địa ngục thổi một cái mình sôi ngay lập tức, hòa sanh ngay lập tức, hòa sanh quên hết, mình thấy cái mình hành vi bị cai lên tiếp tục như vậy, cho nên cứ làm hoài, cứ quên là xong rồi chụp áo rồi mặc vào rồi chế chảy là xong rồi, xong mình chết, xong mình sống lại, xong mình quên, mình qua cứ ngày đêm mình qua cái sự tra tấn như vậy, cực khổ. Nên ông tiên hóa có một cái tâm chỉ tiên hóa theo pháp tiên hóa tu chùa mấy cái hệ thống ra bên Phật tập, thì họ có cái chủ trương họ là cái thân không bao giờ rời cái y. Bây giờ mình ra mấy cái ngoài chùa, gặp mấy chùa khác, ông có người cho tôi thấy cái hình thầy đàn thân á, đi qua bên Đà Lạt á, đi theo mấy cái chùa nổi tiếng mà nữa, mấy ông mà ông đạo cao biết vào bên Đà Lạt, thì họ không có người nào đáp y, họ thương từ mấy chùa lớn không ai mà đi. Tôi từng qua Đài Loan mới gặp cái hòa thượng là còn không ai đáp y. Trước tôi tới ông Nguyên Giác đủ tới thăm ông Nhất Minh ở chùa gì đó, chùa gì mình lên. Tiên nhiên à, đúng không? Có người về chết là họ đang làm cái pháp vãng sanh cho những người ta, pháp ô chi này làm đó mà làm cái bài gì đó làm để thế nào, thì mình tưởng tới đó mình mặc áo đi mà mình mặc áo đi mà thì ai cũng cởi y ra, họ làm xong lễ họ cởi y ra, mình cũng cởi y ngoài đường nhìn mặt đó cởi y đó tại vì tôi từ gốc. Cái chuyện mà cái tên vàng thành mà bắt là con thiên hóa mà ngoài địa tưởng là đắp đi nó, cái chuyện mà chỉ là khó khăn cho địa tưởng thiên hóa dễ sợ. Không đắp y, cũng đem qua đường nhưng mà không được đắp y. Thì là
vật để lên tụng kinh đó thầy. Tức là vật lên qua đường, những ai qua đường lên ngồi qua đường nhưng mà không tập đi. Trong đường nào? Có nắm cái trung luật nhưng mà ý là cũng luật Đức Phật truyền thừa các vị tổ, nhưng mà rồi đến khi mà cả hầu thể đó, như tụi con là hầu thể đó đây, nhưng mà ở Việt Nam là có những vùng hành trì như thế đó là không tập đi. Cái một phần một cái phần mà cũng bắt chế cái gì là đẹp bắt người xem nhà đó, người xem không khác đó, mình tạo cái gì mình gọi được, mình muốn mua mình nói mình không tu biết cái giới được đó cũng không sao hết, để mình cũng trồng cái nhân mình được. Cái này mình không bàn tán gì hết. Phật chế như vậy, nếu Phật nói là nếu như cái gì mà nghĩ mà cái gì mà gọi là gọi là Phật tử và trưởng tử của Phật mà không theo cái luật mà Phật chế ra thì mình làm trưởng tử Phật, nhưng mà không nói là bọn mày cũng làm được, có cái có giới luật là nói như vậy thôi, cái sẽ không có như lấy giới này trong giới á, trong giới cái này là cái trống của thầy cô bắt mâm thì bắt quả táng nhất định cãi gì được nói sư cô nghe cái gì kia cái bên phật là có cái gọi là tứ phần ngũ phần được là nó tất cả những cái giới luật phật chế ra nó giảm ra nó hết không có cái dính gì hết. Những điều qua sao gì phải mà phải là không bị nhân cả đạo là khác, nhưng mà cái giới trong tứ phân luật thì không ngoại được, được không chưa tứ phân luật là sai gì đó luật sai gì trong tứ phân luật ngũ phân luật đều có sự sai gì giới đó trong giới và Phật pháp nữa là khi mà làm người xuất gia là Phật chế những cái pháp người xuất gia okay. Thì có trong nó gọi là cái luật của Phật pháp. Cái từ đó nói rất rõ ràng là có những cái luật đó Phật nói là ba cái gì đó là người xuất gia của mình. Nhưng mà mình sẽ đi mình rễ Phật thôi. Không bao giờ. Không rồi. Trừ khi mình làm việc đó, chạy mình đi, mình đi nấu ăn, còn đi làm đường thì họ. Mình chạy mình đi qua đường, chạy như mình vào, mình chạy như là chạy như sư cô bị sai vào chủ cái phòng tắm là phải thở tháo gì nè chứ em lái cái gì phòng tắm là mình phạt đấy nè cái đó là phạm tội đó là tội cái này có những cái miệng mình có thể thoát đi ra được ngoài ra cũng không tùy thôi Phật dạy rõ ràng vậy sao sau này quý thầy cứ được thành bất kỳ mà cái tuổi cái tuổi là nhật bản đó. Cái gì nó có gì cái sao gì cái gì của mình cái nhật bản nó sao gì nó cái bản này nhỏ đeo cái mặt này chân tỷ cái gì như mình nó đụng phù vậy nó có chế thì hòa thượng cấm tôi không được cắt y mà đủ đôi cho cái chùa đó đâu thì ra ông chắc ông không nhìn cái mặt tôi đâu, không thấy tôi ca tụng này được cái ông
sao đi nó là chắc là chắc là keo đi dọn keo về thì chùa ở, mà trước khi về chùa cũng phải làm phải cho nó hiểu rằng ở đây muốn trước khi hỏi nó thì nó hiểu rằng ở đây có đường mặt nó gì. Yeah.
Đừng nói tôi nãy không còn thật á, này là cái pháp mà tôi học còn thật á, tại lúc đầu tôi để làm tộc tại tộc theo ông đi nhiều với tôi đi muốn tại sao ông á, ông thành thật ông có chùa ở kia rồi một bữa lần tới bà Văn Thành á, ông đi ông đeo sách rồi có gì ông sách cũng cần tôi nhớ có cái gì đó. Ok, không phải chế nữa đâu nha. Thành lý người thành biết, mình biết là chỗ đó mình tới không mất tiền. Thành tới như thế, hoặc là họ tạo cái khó khăn, cái nó gì vậy nha. Không giờ là mấy cái này, cái chủ tử này, cái gì, có thường rằng cái giá trị của tôi muốn dạy. Đâu có đáng. Mà chín này. Tại sao Phật cũng phải khó khăn như thế? Ngô nghĩ là sao? Tôi thấy mấy thầy như cô đi học, tôi tới tới đại học học mà mặc áo như người thường, tôi cũng không đồng áo mà sinh ra. Ít lắm, có phần lớn, có người mấy con mấy thầy, có mấy thầy tới trường học mặc như người thường. Thì sao mà sư cô cứ ôm cái làm mình lên đổi sao mình ai cái pháp mình tu khác nhau cái đó tu về muốn tu gì tu không ghét bạn con cũng đỡ thấy là ông ba lịch tử con học từ quá bởi vì thấy mình mới nghĩ là cái pháp mình là hay hơn người ta mọi người khó có cái pháp cái đồng tiền pháp tu người ta bảo là ai mà ai đi thôi một ai đi rồi những người mới xuất gia lấy vợ khi thằng dễ thì vợ đâu bắt buộc người ta đi vợ chỉ nói là ta chế cái luật là cái luật này người xuất gia muốn gọi người xuất gia phải đã đi mà không đã đi thì có cái trong tương lai sẽ đòi được mà không tin thì nát chịu thôi chứ đâu này mày nghi là từ mày còn nó bỏ mày phải bỏ rồi mày nhốt mày phải là phạt tù hay là đuổi mà không phải làm cái gì thế này thấy pháp đại đường như vậy rồi không thể tưởng tu không sao vậy đó
thì ra không cần lắng nghe. Lúc mà ngủ cần thì cần cái gì, lúc ngủ cũng cần cái gì, cần ai được thì được, và không chỉ có thể nói với lúc ngủ nhà như là sao nó bị tại sao vậy? Xin lỗi quý vị, tại vì lúc mà quý vị ngủ bồ nha, nó nghĩ nó chạy miệng mà xấu sợ thằng ra tôi muốn ngồi với người ta đâu ngồi đi cảm phòng là nhớ lúc lúc mình ngủ gì
khuyên là mình vấn đề kia được quá nghiêm rồi. Chẳng như hỏi là ba cái loại gì, cái loại ngủ nhiều, thất nhiều hay là cái chủ nhiều. Ngủ năm 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 thì chẳng như mỗi một cơ hội nó khác nhau. Chẳng như lúc mà mới pháo thì phải đắp cái chủ ngủ nhiều đi. Tôi đắp cái ngủ nhiều đi thôi. Bây giờ tôi đáp y ngủ y ngủ ngủ y à ngủ đều thầy đáp ngủ đều thì thầy đáp thầy cũng đáp ngủ đều còn thầy đáp thầy bạn thức đều với cái người lên nửa tiếng đều đó là cả thầy đúng theo giữa luật á thì phải đọc là lúc mà có cái bộ y có cái gì mà thành ra cái hàm như là lúc mà nói pháp á, lúc mà nhận của cúng nhiều của phật tử phải đọc cái trụ của hoặc cũng gặp mình mua ba trường hợp có ba trường hợp đặc biệt lúc nói pháp á, lúc thuyết pháp á, phải đọc trụ y. Cái gì nữa lúc thọ cúng nhiều đồ ăn của phật tử phải đọc trụ y. Hoặc là lúc mà vua là có đạo tụ ý chứ không nó có nhiều lắm nhé nó có ý nghĩa thêm có ý nghĩa hay lắm có ý nghĩa thật mà nó thiệt là cho mình tôi là lười lắm tại mặc cái áo vàng đắp y vàng cũng không như mình nhà ngoài nó hư mình keo mình muốn dơ y và phải đi mua y khác. Khi nào tải thế nào lớn em nhà tới thì mình đưa một cá đưa mặt lần thì thôi còn ít khi mà các bạn nó không có yêu lắm nó không có hư có một cái yêu nó hư làm gì nó không có yêu có lý do mà cái bụng cũng phạm được.